Hôm nay em nói kỹ hơn về bệnh đốm lá ướt rụng lá chân ở trên ớt. Phino đổi mới nông nghiệp Việt. Thì bệnh này thường xuất hiện ở giai đoạn chồi cành lúc nhỏ, tức là những cái giai đoạn mà nhỏ trước khi có bông á, thì nó chưa có nuôi cái gì hết, nó chưa có nuôi trái, cho nên là nó rất là dễ bị dư lực. Thì cái bệnh này á, thời tiết mà có sương đêm hoặc là có mưa nhiều thì nó sẽ bị càng nặng, tức là nó cộng hưởng với cái chuyện là sương và mưa, nó bệnh càng nặng hơn. Nhưng mà xét về vấn đề đầu tiên phải nói đến đó là chuyện dư đạm. Sau khi mà dư đạm á, thì cái cây nó mới bị bệnh. Chứ một cái cây mà nó màu xanh vừa phải, lá dày, phát triển cân đối thì dù có mưa, dù có sương đi chăng nữa nó sẽ không có bị bệnh đốm lá ướt, rụng lá chân. Vậy thì nếu như trong mười mấy ngày đầu mà đã bị bệnh á, thì mình phải xét tới mấy cái vấn đề. Thứ nhất là mình bón lót NPK như là 20-20-15, DAP, UR. Thì thứ nhất là cái chuyện này là nó bị sai. Tức là đây là một cái phân tan nhanh, dễ bốc hơi, dễ rửa trôi. Mà phân này là phân dùng để bón thúc, mà mình đi mình bón lót. Thì đó là cái sai thứ nhất. Cái thứ hai đó là nó bị dư, tức là lúc nhỏ nó ăn rất là ít, cái cây á, giống như kiểu con nít vậy đó, nó ăn rất là ít. Có đồ ăn nhiều á thì cái cây nó lại phát lên đột ngột, thì cái tế bào á nó mới phình ra, nó mới phình to ra. Thì khi mà tế bào nó phình to ra thì nó sẽ dễ bệnh hơn so với bình thường, tại vì nó phình ra thì cái thành tế bào nó sẽ mỏng, mỏng thì nấm khuẩn nó dễ tấn công. Rồi nó tấn công vô thì dinh dưỡng bên trong tế bào nó nhiều thì nó sẽ lây lan bệnh, nó sẽ phát triển cái bệnh đó mạnh hơn và mình chặn nó sẽ khó đứng hơn. Kế đến là mình xét cái vấn đề thứ hai, đó là bón lót phân bò hoặc là phân gà gì đó mà nó bị dư, nó quá dư. Tức là những cái phân hữu cơ nó sẽ nhả cho cây ăn từ từ. Nếu như mà mình bón đúng lượng thì cái cây nó sẽ phát triển một cách cân đối bền vững. Nhưng mà giống như kiểu là mình thấy phân bò rẻ hoặc là phân gà rẻ hoặc là ở nhà mình có sẵn thì mình bón một lượng rất là nhiều, mấy trăm ký, thậm chí là có anh chị bón cả tấn trên 1.000 m² thì nó bị quá là dư. Giống như nó mặc dù nó cho ăn đều nhưng mà mình bón một lượng quá nhiều thì cùng một lúc nó cho ăn quá dư. Vậy thì cái cây nó cũng sẽ phát lên đột ngột, thì nó lại dẫn đến là nó bị bệnh. Nếu như nó cộng hưởng với thời tiết mưa hoặc sương, độ ẩm cao. Thì kế đến vấn đề thứ ba là mình xét đến là cây giống mình ươm á, nó bị non mướt, nó bị nhiều dưỡng nhiều, kích nhiều. Đó là mình xét tới chuyện cây giống. Thì khi mà mình trồng xuống á, thứ nhất là nó sẽ bị rủ lá nè, gọi là ngủ ngày nhiều đó, nó rủ lá và nó dễ chết cây, thậm chí là khi mà mình trồng nó dễ bị dập lá, nó dễ bị cháy lá. Cái đó là do bản thân của nó đã yếu sẵn rồi, nó đã mỏng manh, nó đã yếu sẵn rồi, nó dễ bị tổn thương, dễ bị dập. Thì mình nhìn cái vết đó là cái vết dập là mình sẽ biết, hoặc là nó dễ bị nấm khuẩn tấn công. Mới trồng xuống chưa ăn được gì hết trơn, thân mình yếu đuối, vừa táp nắng rồi lại vừa dễ bị xâm nhiễm nấm bệnh, đề kháng yếu nữa. Đó là nó hội tụ nhiều yếu tố. Thứ tư đó là khi mà mình trồng xuống nhưng mà mình phun kích thích tăng trưởng quá nhiều. Cái kích thích tăng trưởng nó sẽ đóng vai trò như là tăng cái tốc độ phân chia tế bào. Tức là một cái tế bào nó chia làm đôi, từ hai cái nó chia làm bốn. Vậy thì nó tăng cái tốc độ đó lên. Nhưng mà thứ nhất là rễ nó yếu. Thứ hai là nó tăng cái tốc độ lên giống như mình xây nhà nhanh quá nhưng mà bị thiếu vật liệu. Thì cái kết cấu của cái tế bào đó nó yếu, nó không có vững, nó không có đủ chất. Cái thứ hai là nó thổi phồng cái tế bào lên, thì nó tương tự như cái dư đạm lúc nãy, là nó sẽ thổi cái tế bào nó phình lên thì nó sẽ bị mỏng cái tường thành, nó gọi là cái thành tế bào của cái lá. Vấn đề cuối cùng đó là khi mà mình tưới phân chứa đạm mà mình tưới chụp đầu, tức là một cái tế bào á, nó
Khi mà mình tưới chụp đầu thì phân nó giống như kiểu là nước muối. Vậy thì khi mà mình tưới nước muối mà nó dính trên lá, giống như mình lấy cọng rau mình ngâm vô nước muối mà mình để hơi lâu cái là tế bào nó bị teo. Vậy thì khi mà cái tế bào nó bị teo, nó kiểu như nó bị thương, bị dập cái tế bào đó đó. Cái vấn đề thứ hai đó là khi mà đạm dính ở ngoài cái bề mặt lá, tại vì lá cây là nó muốn hấp thụ vào thì nó phải kích thước của cái chất đó nó phải nhỏ hơn cái lỗ khí khổng thì cái cây nó mới hấp thu qua lá được. Vậy thì khi mà mình tưới phân chứa đạm thì có những phần dinh dưỡng nó không hấp thu được qua lá thì nó nằm bên ngoài mặt lá. Đặc biệt là mình tưới buổi chiều thì ban đêm nhiệt độ thấp, không có ánh sáng, độ ẩm cao thì một cái điều kiện hội tụ rất là thuận lợi cho nấm khuẩn phát triển mạnh. Cho nên là mình thứ nhất là mình không có nên tưới chụp đầu đối với phân NPK. Cái thứ hai là khi mà mình tưới phân, mình nên tưới cách gốc 1,5 tấc đến 2 tấc và mình nên ưu tiên tưới buổi sáng thì nó sẽ tốt hơn. Buổi sáng nhưng mà không có trưa quá. Trưa quá nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thì khi đến trưa thì nắng lên là cây nó sẽ hấp thu nước, nó bốc hơi nước và nó hấp thu dinh dưỡng, nó đẩy lên trên cây luôn. Thì nên tưới buổi sáng. Rồi nếu như mà cái cây trưởng thành mà bị thì mình phải xét đến cái lượng phân vừa rồi mình rải, nó sẽ bị dư cái lượng phân chứa đạm. Vậy thì biện pháp khắc phục ở đây là mình sẽ xử lý như thế nào? Nếu như mà mình thấy đối với cây nhỏ mà trước đó mình đã bón dư đạm rồi đó, thì đối với cây nhỏ thì mình có thể là mình hoa 2 kg kali cho tỷ lệ khoảng 100 lít nước, tức là tỷ lệ 2%, mình pha loãng. Rồi mình tưới cho những cái cây mà nó bị bệnh và những cây mà nó đang xanh, non, mướt quá. Tại vì những cây đó sắp tới nó sẽ bị, cho nên mình phải tưới để mình kìm cái lực nó lại. Còn đối với cây lớn, mình dằn 5-7 kg kali, với lại mình trộn thêm 10-15 kg lân cho 1000 m². Kali sẽ giúp cho cái cây đó cứng cây, nó dày cái thành tế bào lá lên. Nó tăng cái sức đề kháng đối với nấm bệnh. Còn lân nó góp phần nhanh già cái lá đó, tức là cái lá đang non thì nó góp phần nhanh già cái lá đó và hỗ trợ tạo mầm đọt, tạo mầm hoa luôn. Tại vì giai đoạn này là giai đoạn chuẩn bị ra hoa và đậu trái thì mình nên bổ sung lân luôn. Ở trên á, thì mình có thể phun khoảng 40-50 ml carboxy, 300 ml vi sinh phino. Thì mình phun chỗ nào đang bệnh thì mình phun kỹ xíu, mình phun ướt cả cây, hai mặt lá và cả gốc luôn. Còn đối với những cây lớn á, thì mình đặc biệt là mình phun ngược từ dưới mặt lá phun lên, phun ướt lá chân và ướt lá lòng. Tại vì những cái lá đó nó gần mặt đất thì mình cứ tưởng tượng là khi tưới nước hoặc là mưa xuống thì cái giọt nước nó rớt xuống đất, cái nó bắn lên một cái tia nước thì những cái lá, những cái phần mà gần gốc là nó sẽ bị văng những cái bào tử nấm khuẩn nhiều hơn so với những cái tầng lá ở trên cao. Đó là những cái cách để mà mình xử lý. Cuối cùng là một cái lưu ý đối với những cái cây mà nó nhạy cảm với kali, như là họ cây cà hoặc là họ dây leo. Nhạy cảm có nghĩa là khi mà mình bón kali vào giai đoạn mà cây đang mang trái thì nó làm cho cái trái đó nó chậm lớn, hay còn gọi là chai trái. Đó là cái đặc tính nhạy cảm với kali. Vậy thì đối với những cái cây này thì mình không có dằn kali được ở giai đoạn đang mang trái. Còn giai đoạn trước mang trái, trước khi có bông thì mình vẫn dằn kali được. Và cái biện pháp khắc phục là mình phun carboxy và vi sinh phino, phun kép 2 lần cách nhau 2-3 ngày, tức là hôm nay mình phun rồi 2-3 ngày sau mình phun lại một lần nữa. Tức là mình không có dằn kali được dưới gốc thì mình tăng cái lượng phun ở bên trên. Và hay hơn là sau này mình có bón phân thì mình bón ít thôi, trên một lần, nhưng mà mình sẽ bón định kỳ. Khi nào mà cái cây nó mang trái nhiều và nó nuôi trái nhiều thì lúc đó mình đã tăng nhẹ cái lượng phân và mình có thể mình dày ngày bón lại.
Tức là mình có thể mình không tăng lượng phân, mình dày ngày bón lại thì nó vẫn đáp ứng đủ dinh dưỡng. Nhưng cùng một lúc mình không có đưa cái lượng phân nó quá nhiều thì nó sẽ, cái cây của mình nó sẽ phát triển ổn định và nó ít bị rủi ro, ít bị vấn đề hơn. Để nhiều người nông dân được tiếp cận thông tin kỹ thuật, mong anh chị hãy nhấn chia sẻ, đồng thời nhấn đăng ký để đón xem những video kế tiếp. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi.